bắt đầu chỗ những chỗ này rong ruổi ở các tỉnh thành. Chút nữa tôi sẽ đi đến Hải Dương này, ngày mai thì đến Thanh Hóa này, và ngày kia thì Bắc Giang, và ngày kia nữa thì mình ở Nam Định, à Hà Nội, không đến Nam Định. Hẳn là đi quá nhiều đấy nhỉ? Chu du khắp nơi. Có thể mượn khuyên tai xinh quá nhỉ, khuyên tai xinh nhỉ. Mọi người thấy Ngọc Hân để kiểu tóc như thế này có hợp không, à kèm đôi mắt có xinh không? Ồ đấy, kèm mắt luôn, quên mất. Lấy cây này nhá, bảo đang bút ngón tay cứ đây đây. Nay mình biết này. Bây giờ cho mọi người cùng ngắm Ngọc Hân tự kẻ mắt. Tối quá. Đây để xem. Cảm ơn, cảm ơn. Không, không chị quay cho chị về. Đây quay đi ạ. Thì đấy bảo là lông mày, đấy là lông tao. Lông tao đúng rồi. Chẳng có ai xem mấy chị Mai ạ. À, tầm này người ta đang ngủ. Ôi lại lên 96 rồi này. Ơ em có đi qua được. Đưa thoải mái. Nhưng vào gương. Không, chỉ có chạy qua chị vậy ạ. Đi chưa? Không đến đó chưa? Mọi người chưa đến đúng không? Không, mình chưa kịp chụp hình. Đấy nhiều này, nhờ các bạn chuyển ba cái bộ váy trong đấy ra cho em với. Lấy cái vali này ra cho em cái. Ok. Chuyển ba, cho em ba. Mẹ ơi, mẹ xin đẹp ơi, chuyển hộ chị ba cái váy của Ngọc Hân ở trong phòng xe ô tô của chị vào, với lại vali nữa. Váy nào chị ơi? Cái váy hồng này, váy hai, nếu em hỏi xem cái váy dài này là ba cái không? Hai, à ba, còn mỗi xanh nước biển nữa, ba cái. Đấy, chuyển ba cái ra ngoài.
Bây giờ nó đủ đấy, quá. Phải nói lại là rượu. Vừa nãy lùi phát vợ mình sang nhát cái sau. Mọi người tượng ép tờ bói mùi đông thích cực cả đầu kia rồi. Lâm mà thì thôi chúc mừng chú, dọa đu rồi. Hay hy vọng người ta có ngôi được đúng rồi. Lúc đấy ông tắm, lúc đấy ông cháu xin lỗi ạ. Lỗi là một việc hoặc ăn cái xe, ăn một quen đi được. Chút cái này nhá, mà chút ít thôi nhá, dí thôi nhá, chị bị đậm nhá, nhớ là đầu này nhá, chị sẽ không có mặt nữa, có quay thì mới luôn nhá. Anh ơi quay đi anh. Cái cốt sỏi quay lại đây. Chị ơi, tắt vội. Quay lại đây, quay. Cô dám vào điện thoại rồi, chứ. Dẫn mới chỉ dám vào cái dây thôi. Ừ, tắt đi.